Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Paradise Gaming. Trong video lần này thì mình sẽ cùng xem là mùa sắp tới đây, Siege of the Atlas thì sẽ có những gì mới và những gì thay đổi. Ở cái expansion Siege of the Atlas này thì cái Atlas mà các bạn đã quen thuộc suốt 2 năm qua nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Nó sẽ không có 8 vùng hoặc là 4 vùng như trước nữa mà nó chỉ còn có lại một vùng lớn như thế này thôi. Và không như trước là các bạn phải đi map từng vùng rồi xong lên từ tier 1 đến tier 16. Bây giờ thì từ tier 1 đến tier 16 thì nó ở nằm chung một vùng như thế này luôn. Và nó sẽ không còn Watchstone như xưa nữa. Cho nên bây giờ đi map sẽ rất là đơn giản, rất là dễ so với lúc trước. Thêm vào cái expansion này thì Grandigy Games giới thiệu cho người chơi hai con boss endgame mới. Đó là con Syrian Exarch với lại con World Eater. Và hai con đệ của nó là con Blackstar bên đây với lại con Infinite Hunger bên đây. Hai con boss mới này sẽ thay thế vị trí của con Cirrus khi mà các bạn đi map. Các bạn có thể lựa chọn là đi theo con Syrian Exarch này hoặc là đi theo con World Eater này. Nó sẽ có hai hướng để các bạn đi. Các bạn cũng có thể chọn hai hướng luôn, nhưng mà các bạn nếu mà muốn chuyên về một hướng thôi thì cũng được. Ví dụ các bạn đi farm con Soul Eater thôi thì cũng được. Các bạn có thể chọn hướng để đi ở trên cái map device. Bên trái là Eater Worlds và bên phải là Syrian Exarch. Cũng như những con Conquerors của Cirrus trước đây thì khi các bạn đi map ở trong cái mùa mới này thì các bạn cũng sẽ gặp được những con quái mà có influence của hai con boss mới. Cho đến khi các bạn gặp được những con đệ, những con boss mới như đây. Và khi các bạn giết những con quái mà có influence thì các bạn sẽ có cơ hội gặp được một cái gọi là Altar như thế này. Và cái Altar này nó giống như cái Remnants của Expedition League vậy đó. Cái dòng ở trên là nó làm cho cái map khó hơn và cái dòng ở dưới thì nó sẽ cho mình cái phần thưởng. Thì khi các bạn chọn cái này thì đương nhiên là map nó sẽ khó hơn và nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhân vật của bạn, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến những con quái xung quanh, hoặc là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con boss của cái map đó. Và khi mà các bạn chọn thì đương nhiên là nó cho các bạn nhiều phần thưởng hơn, nhưng mà map nó cũng sẽ khó hơn. Nếu mà các bạn không muốn làm cái map khó hơn thì các bạn có thể bỏ qua cái này, sẽ không chọn cái nào hết. Và ở những map tier cao thì khi các bạn giết quái, giết boss của cái map đó thì nó sẽ có cơ hội drop cho các bạn một cái gọi là Screaming Invitation này. Thì cái Screaming Invitation này các bạn có thể đặt nó vào cái map device để mà mở nó ra và đi đánh con boss mới, con boss endgame luôn đó. Thì cái này mình nghĩ là cái màu xanh đó mình nghĩ là của con Eater of Worlds. Và khi các bạn giết con Eater of Worlds thì đây là những cái món đồ mà nó có thể drop cho bạn. Thì so far thì mình biết là có cái amulet này. Bữa giờ thấy rất là nhiều streamer nói cái amulet này rất là mạnh. Thì có thể là đây là một cái chase unique mới. Sau khi các bạn giết được con boss đầu tiên rồi thì các bạn có thể tiếp tục farm nó bằng cách là đi map từ tier 14 cho đến tier 16 và nhặt được tiếp cái mảnh mà nó rớt vừa rồi đó. Các bạn thấy thì khi nhận được cái mảnh đó thì các bạn có thể đi giết con boss tiếp thôi. Và cái mảnh đó nó được trade ở trên trade, các bạn có thể bán nó được, các bạn có thể mua nó được. Thì các bạn có thể farm những con boss đó liên tục luôn cũng được, chứ không phải như là Cirrus trước đây là phải đi TFT open service hay gì đó thì mới đánh được Cirrus. Đây là nó có cái mảnh như là một cái map luôn, thì các bạn có thể mua cái đó và đi farm những boss đó. Và trên những cái mảnh này thì các bạn cũng có thể đập Alchemy và Chaos vào cho nó làm nó khó hơn một xíu. Thì khi mà các bạn đập như thế này thì item quantity nó sẽ cao hơn, thì nó sẽ drop đồ ngon hơn. Với cái Atlas mới thì Watchstone sẽ không còn nữa và nó sẽ bị xóa ra khỏi cái game. Thay vào đó thì nó sẽ có cái gọi là Voidstones. Và nó sẽ không có 32 Watchstone hoặc là 16 Watchstone như mùa vừa rồi nữa, mà còn lại chỉ còn 4 cái Voidstone thôi. Nhưng bạn thấy thì 4 cái Voidstone này các bạn sẽ có thể lấy nó từ những con boss. Những con boss này là gì? Nó sẽ lấy từ Uber Elder, Maven, rồi hai con boss mới nhá. Thì các bạn giết hết 4 con boss đó thì sẽ được 4 cái Watchstone, không phải Watchstone vào Voidstone này. Thì cái nhiệm vụ của những cái Voidstone này là tăng cái level, tăng cái tier của những cái map ở trên cái Atlas này thôi. Thì khi các bạn có 4 cái Voidstone rồi thì có thể là tất cả các map ở trên cái Atlas này sẽ là từ tier 14 cho đến tier 16. Hoặc là nó cũng có thể là tier 16 hết luôn, tại vì lúc đầu ở trên đây nó cũng là tier 16 rồi đúng không? Nhưng mà bỏ 4 Voidstone vào thì mình nghĩ là nó sẽ đổi hết thành tier 16. Nếu vậy thì nếu mà mình thích đi cái map nào đó, mình cứ việc favorite nó, rồi xong mình cứ đi lại cái map đó, đi chỉ duy nhất một map thôi. Như vậy thì rất là tiện đúng không? Ví dụ như mình thích mùa này mình thấy là Burial Chamber
Để quay trở lại thì nếu mà ai muốn farm Headhunter thì đi cái map đó. Ở bên cái Atlas cũ thì mỗi khu vực các bạn chỉ có thể favorite khoảng 3 map ở khu vực đó thôi. Thì mình thấy là nó rất là hạn chế. Nhưng mà ở bên cái Atlas mới thì nó chỉ còn duy nhất một khu vực thôi, là khu vực lớn này luôn. Thì ở đây nó có tới 12 cái slot để mà các bạn favorite map. Thì 12 cái slot này các bạn có thể chọn, ví dụ ở đây là Tower map. Nếu mà các bạn chỉ thích đi Tower map thì các bạn có thể favorite Tower map 12 lần. Thì mỗi lần favorite nó sẽ nhân cái cơ hội mà cái Tower map này nó rớt từ những con quái nhiều hơn. Thì nếu mà các bạn chỉ thích đi duy nhất Tower map thôi thì đây rất là tuyệt vời. Thay vì lúc trước chỉ có 3 lần thôi, đây nó nhân tới 12 lần. Nói về Sextant thì ở những mùa trước các bạn có thể đập Sextant vào Watchstone. Nhưng mà ở mùa mới này thì các bạn cũng có thể đập Sextant vào Voidstone. Nhưng mà Voidstone thì nó ở kiểu như là rất là cuối game luôn. Tại vì các bạn phải còn giết Uber Elder, Maven với lại hai con boss mới. Thì đó rất là end game luôn. Cho nên những cái Sextant ở đầu như là Simple Sextant hoặc là Prime Sextant ở mùa sau nó sẽ bị xóa đi, nó sẽ không còn nữa. Và nó chỉ còn lại Awakened Sextant và Elevated Sextant mà thôi. Nếu như ở những mùa trước các bạn có thể đập Sextant vào những cục Watchstone như thế này để mà bán, thì ở mùa sắp tới đây thì chỉ có duy nhất 4 Voidstone thôi, không có extra, không có những cái cục Watchstone dư để mà các bạn có thể bán. Thì nếu mà mình muốn bán Sextant mod thôi thì sẽ bán như thế nào? Thì ở mùa mới đây nó sẽ có một cái món đồ. Và cái món đồ này gọi là Surveyor's Compass. Các bạn có thể sử dụng cái Surveyor's Compass này để mà lấy cái Sextant từ cái Voidstone. Và các bạn có thể bán đi cái Sextant đó nếu mà các bạn muốn. Và cái Surveyor's Compass này các bạn có thể mua từ Kirak với giá là 1 Chaos cho một Surveyor's Compass. Và nếu như mà ở mùa sau không có những cái Watchstones nữa thì mình sẽ không lấy được những cái mod ở trên cái Watchstones mà có lợi cho ví dụ như là Harvest hoặc là cho Conqueror hoặc là cho Nemesis hay là gì đó. Và nó cũng sẽ không có khu vực, thì nó cũng sẽ không có những cái passive ở trên từng khu vực như thế này luôn. Thay vào đó thì Grandigree Games đã cho ra đời một cái passive skill tree thứ hai cho cái Atlas. Oh my god, một cái passive skill tree chưa đủ, nó cho thêm một cái passive skill tree thứ hai cho Atlas nữa. Khi mà mình xem livestream cái này đó, tới cái phần này là mình kiểu như não của mình nó nổ luôn. Like what, look at it, nó không có thu kém gì cái passive skill tree mà mình đang có hết. Nếu mà anh em newbie đang chơi cái game này đang rối với lại cái passive skill tree đang có, thì ở mùa sau cái rối đó nó sẽ nhân lên gấp đôi với cái passive skill tree của Atlas này. Nhưng mà nếu mà các bạn hiểu về cái này, các bạn hiểu là các bạn chuyên muốn đi farm chuyên về cái nào đó, thì mình nghĩ nó cũng sẽ dễ thôi, chứ cũng sẽ không khó như là cái passive skill tree cho nhân vật. Và theo thông tin thì để mà lấy điểm cho cái passive skill tree của Atlas này thì cực kỳ dễ luôn. Các bạn chỉ còn đi cái map và hoàn thành giết boss ở cuối map đó thì các bạn đã được một điểm cho cái passive này rồi. Và tổng cộng thì nó sẽ có là 117 điểm, tại vì cái Atlas thì nó có 117. So các bạn có thể sử dụng 117 điểm đó để mà đặt vào cái passive skill tree này. Nếu mà các bạn muốn chuyên về Harvest rồi xong vừa chuyên về Expedition như mình, hoặc là chuyên về thêm một cái phần nào đó nữa thì các bạn cũng có thể, tại vì 117 điểm rất là nhiều. Ở trong cuộc phỏng vấn giữa Ziggy và ông Chris Wilson thì mình nghe đâu đó ông Chris cũng có nói là nếu mà các bạn giết hai con boss mới với lại những con đệ của nó, hoặc là giết Maven đồ, thì nó cũng sẽ cho các bạn passive skill point cho cái tree này. Thì cái này mình nghe nhưng mà mình cũng không chắc chắn lắm. Cho nên nếu mà các bạn vào game giết boss khám phá thì nó sẽ thú vị hơn ha. Hiện tại thì mình thấy cái Atlas đó có 117 điểm. Mình biết là ít nhất nó sẽ có 117 điểm cho cái tree này rồi. Theo các bạn cũng đã biết thì ở mùa sau Janna sẽ không còn nữa. Kiểu như Janna said I quit. Tôi chán nản cái công việc này lắm rồi. Cho nên thay thế vị trí của Janna, công việc của Janna sẽ được đảm nhiệm bởi Kirak. Thì ở mùa sau Kirak sẽ là người cho các bạn những cái Atlas mission. Với hai con boss endgame mới thì nó cũng sẽ cho mình hai loại tiền tệ mới để mà phục vụ cho cái việc crafting. Và đây là hai loại tiền tệ mới, và mỗi loại thì nó sẽ có 4 tier.
Một cái thì nó gọi là Ember và một cái thì nó gọi là Ether. Tier đầu tiên của hai cái tiền tệ này thì nó sẽ rớt bất kỳ nơi đâu. Và cái việc này nó sẽ phục vụ cho cái crafting ở những ngày đầu. Và nó sẽ làm cho nhân vật của các bạn mạnh hơn. Cho nên nếu mà các bạn có nhặt được cái này thì cứ sử dụng nó đi ha. Đừng có để dành làm gì. Bởi vì khi các bạn lên map rồi và các bạn đi những cái map mà có influence của Searing Excerpt hoặc là Ether Words, thì nó sẽ có cơ hội rớt cái tier 2 và tier 3 này. Và dĩ nhiên là cái tier cao nhất thì các bạn còn phải lấy nó từ hai con boss cuối rồi, con Searing Excerpt với lại con Ether Words. Những loại tiền tệ này thì các bạn có thể sử dụng nó để đập lên một món đồ như là đôi giày, để mà thêm một cái dòng implicit cho nó ở trên. Thì mỗi loại nó sẽ thêm một dòng implicit khác nhau. Và cùng một lúc các bạn có thể đập hai cái loại tiền tệ này trên một món đồ cho nó có hai dòng implicit. Mỗi tier của mỗi cục tiền tệ này thì nó sẽ cho những cái phần trăm khác nhau. Và như các bạn thấy ở đây thì cái tier cao nhất nó vẫn chưa phải là cho mình cái mod mà có cái chỉ số cao nhất. Trên đó nữa thì nó còn hai tier. Nhưng mà làm bằng cách nào để mà mình lấy hai cái tier cuối cùng này? Thì mình sẽ còn đến cái tiền tệ mới gọi là Orb of Conflict. Cái này các bạn có thể lấy nó từ Maven. Khi mà các bạn đánh Maven thì nó sẽ có cơ hội rớt. Thì trên một món đồ mà đã có hai dòng Influence Implicit rồi, thì cái Orb of Conflict này nó sẽ giúp một cái Implicit lên một tier cao hơn, và cái Implicit còn lại thì nó sẽ rớt xuống một tier thấp hơn. Ngoài những cái tiền tệ vừa rồi thì ở đây mình có thêm 3 loại tiền tệ khác nữa, nhưng mà nó là Chaos Exalt với lại Annulment thôi. Nhưng mà nó theo những cái influence của những con boss mới thì nó gọi là Eldritch. Thì cục Chaos nó để ở đây là nếu như mà ở trên một con đồ có hai cái dòng implicit mà cái dòng của cái con màu đỏ đó mà nó tier cao hơn, thì khi các bạn đập cái cục Chaos này vào thì nó sẽ reroll cái prefix modifier. Reroll ở đây mình đang hiểu nó như là Divine, nhưng mà Chaos thì nó là Reforged thì đúng hơn là Reroll. Mình không chắc lắm với lại cái tên này, nhưng mà mình nghĩ nó là Reforged chứ không phải là Reroll. Nhưng mà bạn nào craft về Harvest nhiều thì sẽ hiểu cái khác biệt giữa Reforged và Reroll. Reforged nghĩa là nó sẽ thay đổi hết các mod ở trên món đồ đó, còn Reroll thì nó sẽ thay đổi những con số ở trên món đồ đó thôi, như là mình đập Divine Orb vào vậy. Và với Chaos Orb thì thường nó sẽ là Reforge, không phải là Reroll. Cho nên ở đây mình cứ hiểu nó là Reforge đi ha. Nếu mà cái màu đỏ tier cao hơn thì nó sẽ Reforge cái Prefix Modifier. Còn nếu mà cái màu xanh, cái tier của nó cao hơn thì nó sẽ Reforge cái Suffix Modifier. Thì cái này nó giống như Reforge Keep Prefix về Reforge Keep Suffix vậy đó. Alright, qua tới Exalt thì cũng như tương tự bên kia, nếu mà cái tier màu đỏ cao hơn thì nó sẽ add, nó sẽ cộng thêm một dòng ở prefix. Còn nếu mà cái implicit màu xanh cao hơn thì nó sẽ thêm một dòng ở suffix. Còn overall anomaly cũng vậy, nếu mà màu đỏ cao hơn thì nó sẽ bỏ đi một prefix, còn màu xanh cao hơn thì nó sẽ bỏ đi một suffix. Đối với ba cái loại tiền tệ này á, thì theo mình thấy là nó cũng đánh ná giống như Harvest vậy đó, nhưng mà nó cho mình chọn chính xác hơn là mình muốn bỏ cái dòng nào, dòng prefix hoặc là dòng suffix. Thì đây cũng là một cách crafting mới mà mình nghĩ nó sẽ giúp ích rất là nhiều, và sẽ có những món đồ khủng mà nó sẽ ra đời ở mùa sắp tới đây nhờ vào những cái loại tiền tệ như thế này. Với những món đồ unique mà sắp ra đây thì mình ấn tượng nhất là hai cái món đồ unique này, Forbidden Flame và Forbidden Flash. Thì hai cái cục jewel này khi mà các bạn nhặt được từ hai con boss mới á, thì nó sẽ có những cái tên của những cái ascendancy skill, và nó có cái required class, ví dụ như witch hoặc là shadow hoặc là ranger, nó cũng để ở trên đây luôn. Và cái tên của cái ascendancy skill giống nhau ở phía bên dưới á, thì khi mà các bạn sử dụng hai cái cục jewel này cùng một lúc thì nó sẽ cho bạn cái ascendancy skill đó luôn. Ví dụ như là nếu mà các bạn chơi Necromancer đi, và các bạn muốn chơi Golem, và các bạn còn cái cộng 1 Golem từ cái ascendancy skill của con Elementalist, thì các bạn có thể sử dụng hai cái cục jewel này mà có cái tên của cái dòng mà nó cộng Golem đó, để mà các bạn chơi Necromancer nhưng mà lại có cộng thêm 1 Golem từ cái ascendancy skill của con Elementalist. Sirius không phải là nhân vật chính của cái Atlas nữa, nhưng mà các bạn vẫn có thể đi những cái map mà có influence của Conqueror, những con đệ của Sirius. Và khi các bạn giết những con đệ của Sirius thì nó sẽ drop những cái fragment
Mà khi các bạn nhặt được 4 cái fragment từ 4 con gorilla rồi thì các bạn có thể đi gặp Cirrus và bạn có thể giết Cirrus. Bởi vì có sự thay đổi về cách mà mình define Conquerors với lại Cirrus, cho nên những cái món đồ mà có influence từ Conqueror nó cũng sẽ ít đi so với lúc trước. Cho nên Granny Games họ quyết định là sẽ chuyển những cái mod mà quan trọng về bên cái mod pool bình thường, nghĩa là món đồ đó nó sẽ không còn những cái influence của Conqueror để mà roll ra những cái mod đó. Ví dụ như ở đây là cái sự dây chuyền này, các bạn có thể đạp cộng một level từ All Skill Gems và cộng một level từ All Lightning Skill Gems mà không còn cái influence nào từ Conqueror ở trên món đồ này. Và cũng bởi vì Cirrus không phải là trùm chính của Atlas nữa, cho nên những cục Awaken Support Gem sẽ không drop từ Cirrus nữa, mà thay vào đó là Maven nó sẽ drop những cái cục Awaken Support Gems này. Đối với cái Challenge League Arc Nemesis thì nó sẽ có những cái recipe như thế này. Và các bạn khi mà các bạn giết quái rare và giết quái magic ở trong map thì nó sẽ có cơ hội drop những cái recipe này. Và các bạn sẽ bắt gặp những con quái mà nó bị trói lại như là những con quái essence vậy đó. Các bạn sẽ sử dụng những cái recipe đặt vào những con quái mà bị trói này. Các bạn có thể chọn cái reward mà các bạn muốn để mà sau khi giết con quái này rồi thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng mà các bạn đã đặt vào. Đi mỗi map thì các bạn có thể làm cái mechanics này 4 lần. Cho nên cái lần đầu tiên các bạn nên chọn cái reward mà các bạn thật sự muốn nó. Tại vì qua lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 nó sẽ drop thêm 3 lần đó nữa. Cho nên cái lần đầu tiên bạn chọn thì nếu mà các bạn chọn currency đi thì nó sẽ drop thêm 3 lần nữa thì rất là ngon. Cái lựa chọn recipe lần đầu tiên rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn chọn cái recipe nhân 3, cái currency lên lần đầu tiên đi, thì lần thứ hai các bạn chọn cái recipe mà có những cái mod khác thì nó cũng sẽ chuyển cái mod đó qua thành currency luôn. Và cứ như thế và nó sẽ nhân lên. Cho đến cái cuối cùng thì cái phần thưởng nó sẽ được nhân lên rất là nhiều, thì nó sẽ cho bạn phần thưởng theo cái mà bạn muốn. Nhắc thêm một cái nữa là nếu mà các bạn nhặt được những cái recipe mà có rewards mà bạn không muốn mà cái số nhân của nó rất là cao thì các bạn cũng hãy nên giữ nó, bởi vì nó sẽ giúp nhân lên cái phần thưởng đầu tiên của bạn lên rất là nhiều. Ví dụ như các bạn thấy ở đây, cái phần thưởng nhân 3 kiếm này nó đã đổi qua thành cái phần thưởng mà cho currency. Khi mà đi map thì những con quái bị trói này nó sẽ có nhiều hơn con số là 4, có thể là nó là 5 hoặc là 6, để mà các bạn khỏi còn phải đi tìm nó khắp nơi. Nhưng mà các bạn chỉ có thể làm được 4 cái đầu tiên thôi, còn cái thứ 5, thứ 6 thì các bạn sẽ không làm được. Ở mùa sắp tới đây thì Grandy Games họ sẽ cho ra thêm 2 loại stash, một là cho flash và hai là cho gems. Thì các bạn có thể mua cái loại stash này đặc biệt cho nó ở trên cái shop, hoặc là các bạn cũng có thể đặt affinities cho những cái stash mà các bạn đã có rồi, để mà khi các bạn bỏ flash vào thì nó tự động nó chạy vào cái stash đó thôi. Chứ cũng mình nghĩ cũng không nhất thiết là còn phải mua cái stash mới đâu, nhưng mà để mà ủng hộ nhà sản xuất thì cứ mua đi ha. Và đó là tất cả các thông tin về cái mùa sắp tới đây, Siege of the Atlas và cái Challenge League là Arc Nemesis. Thì theo mình thấy là content của Siege of the Atlas rất là nặng, tại vì nó có rất là nhiều thứ mới mà các bạn còn phải tìm hiểu và học hỏi nó để mà các bạn chơi mượt hơn. Ví dụ như là cái passive skill tree cho cái Atlas thôi là cũng quá là nhiều rồi, và còn thêm những cái tiền tệ, những cái cách craft mới nữa, hiểu không? Còn cái Challenge League thì nó còn phải đơn giản như vậy để mà các bạn cứ chơi và enjoy nó thôi, chứ nếu mà cái gì nó cũng quá là nặng, hai cái nó Challenge League và cái expansion đi đường nặng như nhau thì người chơi chắc sẽ điên mất. Cái video này thì nó cũng đã mười mấy phút, nó rất là dài rồi, và mình đã tốn hết cả buổi chiều và buổi tối hôm nay để mà làm ra cái video này. Và mình rất là cảm ơn các bạn nào mà đã xem hết cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này nhé. Và nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình ở dưới phần comment, hoặc là tham gia vào cái Discord của mình và hỏi mình trên Discord luôn thì sẽ càng tốt hơn. Cảm ơn các bạn và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Oh yeah.